không còn xa lạ đối với những khách hàng đã và đang theo dõi cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan. Như ngày hôm nay em Lan giới thiệu những cái mẫu cắt laser mới, và những cái mẫu này em Lan sẽ tung ra bán vào dịp Tết năm nay. Em Lan sẽ luôn chú trọng đến những cái mẫu chữ phong thủy để đem lại khi mà Tết quý khách trưng bày trên bàn trà trong phòng khách sẽ đem lại sự may mắn thuận lợi cho gia đình của mình. Và ngày hôm nay em đang giới thiệu một cái mẫu bình ống và khắc hai chữ tài và lộc. Đây là mẫu khắc mới ở bên em Lan. Hiện tại mẫu bình ống này thì em Lan có đầy đủ tất cả các size cho quý khách hàng lựa chọn. Size đựng ấm 1 lít có giá là 900.000 đồng, size đựng ấm 1 lít rưỡi có giá là 1.500.000, size đựng ấm 2 lít rưỡi có giá là 1.500.000, size đựng ấm 5 lít có giá là 2.200.000. Em đang miễn ship trên toàn quốc, tặng kèm theo một cái bình tích. Tùy theo nhu cầu mà mình mua size lớn hay là size nhỏ, em đang sẽ tặng kèm theo cái bình tích. Tùy theo size mọi người mua, một cái lon đựng trà và một hộp kẹo dừa. Quý khách được kiểm tra hàng. Đây được gọi là mẫu bình ống và trên thị trường chưa có ai bán, chỉ có cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ dừa Xuân Lan mới có mẫu bình này. Và đây được gọi là nắp nút, bên trong em Lan có ốp mót cách nhiệt. Mọi người lưu ý giúp em Lan là cái lớp mót này là lớp mót cách nhiệt chuyên dụng dùng trong vỏ bình. Vì vậy nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt, từ 7 đến 8 tiếng, và nó sẽ lưu giữ được cái hương thơm của lá trà cũng rất là tốt. Khi mình pha trà trong cái bình tết và bỏ vào trong cái vỏ ủ ấm trà bằng gỗ dừa thì nó sẽ giữ nguyên cái hương vị, cái hương thơm của lá trà, tạo cho mình một cái cảm giác khi uống vào sẽ tạo một cái cảm giác thật là sảng khoái. Và đặc biệt đó là mùa đông đang đến dần, nhu cầu sử dụng nước ấm của gia đình rất là nhiều. Vì vậy mình cần mua một cái vỏ bình ủ để ở trong nhà rất là tiện lợi, mình không cần phải đi châm nước thường xuyên vì đã có